Giờ cô thường con vít tê thử mẫu mới rồi con. Mẫu mới mình vào bằng kim loại nha, vào bằng sắt nha. Vít tê. Đúng rồi, thùng dầu bằng sắt luôn. Đó, cô ra là có cái bình nhớt, hai lượt dầu rồi con. Đúng rồi, nhớt. Không có lượt dầu đằng này, có lượt dầu không? Đây, có lượt dầu không? Tặng hai bình nhớt rồi con. Chết đây. Chỗ nào không được, tốt nhất là bỏ chỗ đó đó, chỗ nãy đi. Đây mẫu mới rồi con, dầu bằng kim loại nha. Đây mình dầu bằng sắt luôn đúng không? Chiếc ca rõ luôn, đem rõ đi. Thái Lan à? Thái Lan à, phải làm anh Thái Lan cho đây nè. Ngon quá, giờ nó ra sắt đó ba. Đúng rồi, đột xước là bằng mũ phải đổi chứ, kêu chờ xe mình cứ đổi mà không đẹp. Đúng rồi, nó để trong hộp đồ đèn nghe đi em, nghe nè, trong đó đó, trong đó mẫu 2021 nè con. Đây có mã vạch luôn nè, mã vạch luôn nè, dứt tê là được này, được tặng chỉ có canh nhớt mà con. Cô thùng được tặng canh nhớt, túi nước xanh, dứt tê 155 125. Nó là kết hợp với vàng rất là ngon luôn á. Nó giờ nhiêu nào cho hỏi cho kia đi, nó nó đẹp không, đèn led luôn nha. Dít tên 140 lux, quá đẹp. Rồi đây là không có chùm bô nha con, trong bô e bô lửa nó có ma số riêng luôn nha. Đây bô lửa là có đúng số luôn nha. Mọi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. ZT140 Blue nè. Mẫu này mẫu 22 là bình xăng sắt rồi đó. Sản phẩm bảo hành 2 năm nha. Đây. ZT. Mẫu mới thì sẽ cải tiến nó tốt hơn mẫu trước bà con. Như ZT nó cải tiến chút rồi qua GT nó cải tiến chưa đạt thì qua ZT nó cải tiến đạt hơn. Lúc nào mới cũng cải tiến đạt hơn chứ. Khắc phục cái lỗi của GT hồi xưa bị lỗi, nó làm cho ZT hoàn thiện hơn chứ không phải hàng mới sản ngon đâu, hàng mới nó chất lượng hơn hàng kia, khắc phục cái lỗi của ZT GT xưa lỗi nó sau này càng ngày nó càng bền hơn. Hồi xưa đèn ly ông không sáng, đèn led nó sáng
với phần là sữa bình dầu sẽ vô nước, nãy che này luôn à, bao vô nước luôn, cái bao bụi vô luôn nè, có cải tiến chứ không phải là gì, cải tiến tốt hơn cái đời trước. Cái tê có 125, 140, 155. Đây. Ủa, cái này màu trắng hả? Này có đề. Cái này là 115. 125 hay 55? 155 màu trắng, đổi mẫu rồi. 155 tên màu trắng. Có đề. Con này có đề. Không, thường thường cái màu cái tem màu tem màu màu nâu màu đỏ vậy, ở trong thì vẫn vậy. 2022 thay đổi mẫu, thay đổi tem chứ không gì. Đây là TF Indonesia nè, TF gồm có 120 nè, 150, 110 là mẫu mới nha, 150 là mẫu Indo nè, mẫu mới nè. Đó là mẫu mới, mẫu thể thao. Đây mẫu 90 này sao luôn nè. Còn là đèn này chống chống da chạm trong nè. Còn mẫu truyền thống đây, 160. Mẫu này có mặt trên thị trường trên 40 năm rồi nè, cái mẫu này nha. Còn máy là máy mới nè, 160. Mẫu truyền thống nè, mẫu đẹp. Mẫu này nhìn hoài nó không chán. Mẫu quá đẹp. Thằng này là mẫu đèn. Nè, đời xưa nó cần đèn, tại vì mấy này gắn cắt điện không à. Mà nó đẹp. Nhìn hoài nó cảm giác nó đẹp. To thiệt. Con này chạy cả đời à. Đây tem nhập khẩu luôn nha. Đầy đủ luôn. Bảo hành năm nó có lỗi có đề không có đề con, đặc biệt 160 là có đề chứ không đề. Không, Indonesia luôn. Đây, mẫu 90 không rồi, con chuộng mẫu 90 mẫu bơm nước rồi nè. Này. Tem nhập khẩu luôn nè. Jakarta là thủ đô của Indonesia. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 0886567777. Dạ chị có ghi lên ạ. Rồi. Sát vô, cứng luôn, cứng tay luôn. Ừ. Đúng rồi. Được chưa? Thank you.
thấy không? Cua làm 3 con luôn đó, 4 con luôn, càng con nữa kìa. Lấy 90 ra luôn rồi coi. Lấy 90 thường á. Anh mở thùng của anh mới được, thùng anh đâu? Đây, thùng của anh nào. Thôi, bỏ hết rồi, bỏ hết rồi. Vô thùng lại, vô thùng lại. Thôi mua một cái chính đáng, mua vậy đừng mua ba cái dầm đê thôi à.
là 10 mấy triệu, con này là 5 mấy triệu. Cái còn giá ha, chúng ta mua 2 con kiên thôi, con này nhất còn không dám đâu, đổi lại lấy 2 con kiên. Được khoảng 3 năm luôn. Có đèn. Rất tử vít tê 155 có đề luôn rồi, của Thái Lan nè, bảo hành 2 năm, bình dầu bằng sắt luôn, có đồng hồ báo luôn.
đi nè, đừng bỏ chung. Có này là có nhóm nha, còn quyền nữa. Rung với anh nhượng. Rồi luôn á. Thử đề đi con. Cấp nhẹ chạy à. Thử đề luôn. Ê, lấy quẳng đồng quan. Mấy anh nấu xong chưa ta không? Dạ, đã chăm cho. Đây. Lấy bình đi. Lấy chia điện đi cơ. Để đây quay xin cho. Cái bình đâu đó. ST155. Số máy là 209 51561. Đặc biệt là cục đề, nếu mà tụi khui thùng ra, nếu cục đề là không có bình nhớt nha, tải bình nhớt để nghe cục đề nè. Chừng nào máy không có đề mới có cho nhớt đi theo, còn máy có đề là không có để cho nhớt được. Đó, có chỗ này là để cho nhớt nè, mà cục đề rồi là không để luôn. Đặc biệt máy có đề là không có cho nhớt của Thái theo. Phải mua riêng. Ok, bình dầu được sao là bằng sắt luôn nha, kim loại luôn nha. À, rất là thể thao. Đẹp ha. Con có bô là con siết chị nào siết, con siết lấy ra, nhưng mà phải gắn nha, thôi mưa nước vô nha, đó. Quay chị nào quay. Nếu mà con mua đầu năm á, mua từ đây tới mùng 10 á được tặng ở đây nè. Thường thường là của Thái không có ta có này. Sau này tặng thêm này, từ mùng 4 đến mùng 10 được tặng thêm này. Đây cái mã làm dấu đó thấy không con? Nó gạch từ trên xuống, nó phải gạch ngang cái thấy không? Gạch từ tới đây. Cái mã làm dấu của nó đó. Gạch chiếc mực đó thấy không? À. Đọc không? Đọc quyền. Ta trước cái đề thử đề sao? Thiệt chứ. Nón là đi theo của nó truyền thống nè.
À, có khẩu trang, bao tay đầy đủ luôn nha. Rồi là nếu mà từ mùng 4 10 tặng hết trơn, chụp bô luôn. Chỉ có mùng 4 mùng 10 mới có luôn nha. Rồi, đóng thùng lên rồi, xe. Chỉ duy nhất ngày hôm nay nha bà con, mua vé tê, chỉ duy nhất một ngày xe trưa ngày mua vé tê thì tặng cái máy xăng. Vé tê, tất cả dòng vé tê ngày hôm nay mua thì tặng một cái máy xăng. Nha bà con. Một cái máy xăng 5.5. Chào lên. Chỉ ngày hôm nay tôi mua một cái máy ZT, chỉ có ngày duy nhất tặng cái máy xăng. Tặng cái chùm bô luôn, chỉ ngày hôm nay thôi nha. Đây tặng cái chùm bô nè. Bô này trị giá 500.000. Đây được tặng cái máy xăng. Ngày hôm nay mua được tặng cái máy xăng. Nhất ngày hôm nay mua ZT nha, còn quá. Tặng cái máy xăng cho cô luôn nè. Đã không? Bỏ cái áo bỏ lên đây được á. Cái áo bỏ lên đây cho đẹp anh ơi. Cái nón của nó đúng rồi, bỏ đúng bài nó đi, đúng rồi, rồi đóng luôn, để nó tính sao, rồi đóng đi, đó tặng cái máy xăng nè, chỉ một ngày duy nhất nha, ZT, rồi. Vĩnh Long thẳng tiến. Đó Vĩnh Long luôn nha. Vĩnh Long. Long Hồ vậy? Long Hồ Vĩnh Long. Cái máy với thùng là trùng luôn nha bà con. Cái máy trong thùng là với cái trong máy là trùng luôn nha. Còn năm luôn. Để cho Vĩnh á. Cái xăng bao đâu nhựa? Dạ. À, chỉ một ngày mua ZT tặng cái máy xăng. Giá không đổi. Dùng Yokohama luôn nha, máy xăng bảo hành luôn nha, máy xăng bảo hành luôn á. Đơn giản vậy anh nhường. Ô chỉ nhỏ. Đẹp luôn hả? Đẹp luôn. Mua máy dầu được cái máy xăng luôn, về bơm nước chạy ghe chạy thuyền luôn. Rồi. Sao? Đẩy chưa? Rồi, đủ ra. Rồi. Okay. Rồi.
Rồi Vĩnh Long thẳng tiến đây, Long Hồ Vĩnh Long. Chuyến đầu năm á.
về chạy xếp lại, qua đây xếp lại. Bằng cây mà. Lấy thùng không? Ủa, cái muốn đi đâu? Dễ vậy. Đây. Coi số máy rồi, số đẹp không? Đẹp luôn. 2009. Đây con này đầu tiên về con, mà mở con nghiên cứu trong nó thay đổi cái nào đẹp cái nào nha. Nhất là thay đổi bình dầu nè, quá trình dầu nè, bằng sắt luôn nè, thép luôn nè. Quá thì đã luôn. Đó, con mở con nghiên cứu nha. Còn mới 2021 nè, có mang hoạch luôn nè. Đó, con quét mấy hoạch vậy đó. Đó, đang nhập vô là con hiện là gì nè, thấy không? Đó, sao cho con quét là nó hiện vậy nè, tê đầy đủ nữa không, xuất xứ rồi nè, giấy phép cho phép rồi nè, giấy phép rồi luôn, xuất xứ nè, mẫu kiểu máy nè, đây là số công ty sản xuất nè. Con khi quét này nha con, đó là mở mà con nghiên cứu thử nè, nó trong là vậy đó, cuối cùng đầy đủ nha. Đây, thép nước là mất Thái Lan rồi con. Đó, nguyên trong nghĩa bình dầu cũng là bằng sơn sắt luôn rồi. Con mua phụ tùng có đầy đủ nè, két nước, áo gió bình dầu. Giờ gã thử con coi coi nha. Đây, gió rồi luôn, đèn luôn, đồng hồ luôn. Quá là ok rồi con. Con gỡ rất đơn giản nha. Vỏ khác mỗi cái mỗi tấm phá bên trong rồi có gì rồi con, nó thay đổi như xưa thế nào nè. Đó, cứ vỏ lên là lại lên đó, bóp gài đơn giản mà chắc ha. Đây là con mua ấu gió, có gió đây khi con đẩy lên nó chịu thôi, nó đẩy lên nó trở đi cũ vậy. Yeah. Mẫu là con coi chơi nha, mà con mua cho phụ tùng bán hết. Áo gió thùng dầu kết nước luôn. Thùng dầu bằng kim loại luôn. Góc bán khung nè, quan trọng cái công khung đó rồi con. Nè nè ha nè, nói nè, ấy tới không, nói tới không nè, được không được, nó lấy chìa khóa nãy kia mở, giờ lấy gắn cái 10 lại đi em, gắn 10 vô lại, 10 đâu, đây 10 đó kìa, đây 10 á, 110, nó trên tay em vậy, 10 á, rồi, đi vô,
Rồi, con dưới luôn, nó giữ lại. Rồi, gắn vô lại luôn. Gắn vô lại. Ngược lại, ngược lại, ngược lại, ngược lại. À. Con ngót này. Nè, cái này đây đắng không? Hai con rồi. Con này nó đẹp. Đây đây nè, đây nè. Hoa bên. Con đó nó ra đó. Đầu đèn áo gió cách nước đầy đủ rồi con, hết tay. Đơn giản thôi. Ê. Mười hai vòng á là xong rồi đó. Vòng mới miễn không được, vòng ít thư hơn vậy thôi, đơn giản là nó có vết xạ vết nên vết này là biến 12V đứng nè, dành xạ cho đèn led rồi nè, sạc bình điện thoại rồi nè, sạc điện thoại rồi nè. Nó có mã quạt hết nha, quét là hiện lên đó. Đây, áo gió có trước đầu đèn đây, đầu đèn led luôn nha. Đẹp ghê không? Rồi, bây giờ có nhu cầu luôn nha, 088, 635, 637. Trời ơi, sao ngon dữ vậy trời. Quá đã luôn. Ô im GT kia luôn nha. Không lại đâu. Rồi, cũng chạy đại với ta. Chạy là dữ hơn người kia luôn. Ôi ôi. Quá trời luôn ta ơi. Cái đầu tiên của Việt Nam nha. Mở cái kia ra, mở cái kia ra, dặn đẩy xuống cái này. Quá trời luôn rồi. Đúng rồi. Khách hàng này là đầu tiên nha, chú này. Anh quê ở đâu anh? Tiền Mỹ. Tiền Mỹ, của Châu Thành hả? Châu Thành. Ờ, của Châu Thành. Im GT kia luôn nha. Không lại đâu. Không lại đâu. Rồi, chạy đại với ta. Chạy là dữ hơn người kia luôn. Ôi ôi. Quá trời luôn ta ơi. Cái đầu tiên của Việt Nam nha. Mở kia ra, dặn đẩy xuống cái này. Quá trời luôn rồi. Đúng rồi. Khách hàng này là đầu tiên nha, chú này. Anh quê ở đâu anh? Tiền Mỹ. Tiền Mỹ, của Châu Thành hả? Châu Thành. Ờ, của Châu Thành.
lớn chút anh, đừng chạy nhỏ, chạy lớn chút xíu cho tròn tua luôn. Rồi chú ơi, còn không ra chú. Uống nước chưa cô? Ừ. Dạ. Ai chở? Ờ, rồi. Tao tao không có 500 nữa.